Đi xuống bơi chị đi một vòng nha. Chị ăn đi em, chị ăn. Bơi một mình nổi là bơi mà thêm chị mới bơi nổi. Chở chị đi được không? Chị nè. Chở ai nè, giờ chở ai nè cho con lựa chọn đi. Ôi trời ơi. Mình nhấn nhau quá. Cái nặng hơn chị luôn hả? Chị nhẹ nè, chở đi đi đi. Đi. Xuống đó đi Như. Để nó lá đi con. Mẹ chở đi nhầm. Đi. Đi. Đi ngon quá thì mẹ cái đâu. Rồi, nè đi với tài xế nhé. Con tên gì? Con tên gì? Con Nguyễn Nam. Nguyễn Vũ Nam hả? Nam hả? Nam. Nam đúng không? Ừ. À, này có tài xế nhí nha, chở mình đi tham quan nha. Đây, có tôi 3 tuổi. 3 tuổi không? 3 tuổi hả? Giờ mình đi đường nào? Mình đi đường nào đâu? Chỉ về, chị đi đường nào? Rồi, mẹ mình đi sao? Đi qua. Mai mốt sinh nhật rồi. Mai mốt sinh nhật luôn. Sinh nhật đi. Sinh nhật học kẹo chịu không? Hả? Bơi xuồng chị bơi với ai? Chị bơi được không? Lại đi, lại khóa đi xuồng đi. Mẹ đi mua kẹo cho ăn. Quá trời gần luôn. Được không? Em ra sao cơ hả? Cái gì ở đó kìa. Được không? Có đường ra rồi. Sao giờ? Ở bữa đó mấy chị
Chị qua bên kia á, chứ qua bên đây đâu. Tôi tới đây mà tôi cũng hỏi với chị. Giờ bơi đường này qua được không? Bơi đường này ra được không? Cô biết đường bơi không? Sao vậy? Nhẹ không chết. Cái gì nhẹ mà? Nè, có chút xíu nè, nặng đâu. Chút xíu hả? Chú đừng có đi đây. Bây giờ mình đi đâu? Giờ mình đi vậy mình vòng đường kia quẹo lại được không? Đi đường đó quẹo qua được không? Được phải không? Chị quẹo lại nha. Bơi nổi không? Chạy cho nha. Rồi, chị bơi với em. Ôi, rất là cay. Rồi. Bơi đi chị, bơi tuyết nè. Ngồi chắc nha. Đây không có dẫn đứng được đâu nha. Có gì dẫn xong luôn. Chơi vui lắm mới chạy. Hả? Hè quá hả? Mày ở nhà chơi vui lắm. Chơi gì mà vui? Chơi chơi nghe một bóng một chơi luôn. Có chơi lục bình không? Mình thấy lục bình mình chơi ha. Ra đây là tài xế nhí, 3 tuổi đã biết bị xuồng rồi đó các bạn. 3-4 tuổi gì rồi? 3-4 tuổi hả? Tôi nói 3 tuổi không chịu nữa hả? Nè 3-4 tuổi. Nhà bữa đó tới sinh nhật rồi đó. Con nhỏ con 2 tuổi. Giờ lớn rồi 3 tuổi phải không? Dạ, 3-4 tuổi chị rồi. Nhà bữa sinh nhật tặng hộp kẹo ha. Tặng bánh kem. Tặng bánh kem hả? Tặng cho mấy chị. Rồi, sao đúng rồi, không bơi nữa. Cạn rồi. Cạn rồi. Thôi con đẩy em cho. Đẩy em cho. Đẩy gì? Đẩy cho. Làm gì làm gì hả? Làm gì hả? Bay lên, bay lên, xong bay xuống rồi. Cho mẹ cho hành sinh. Đẩy cho ông bay nữa. Chị Như em hành sinh luôn nha chị Như. Hả? Bay xuống đây, ấy đi qua. Cứ qua được không? Chị chống tiếp đi. Đây. Mình đi vô chơi nhà trời nè. Chơi không? Đi vô nhà trời chơi.
Dạ trò thôi. Thầy trò ở đâu ra? Chục bỏ ở đâu? Chục bỏ ở thành phố hả? Sao lên thành phố được? Rồi khó khăn nữa rồi. Tôi có được chơi ha. Bên nào là con quê theo bên đó đó.
cái cỏ. Gì vậy? Tạm biệt các bye coi. Bye. Tạm biệt coi.
Rồi mẹ không dép không? Đâu dịch lớn chưa? Dịch lớn chưa? Cô dép bỏ trong nhà bà bà. Cô dép không lên. Rồi thôi về mấy bà.